sôi động, kịch tính, tranh chấp không khoan nhượng, giải mã chiến thuật, làm sao để đến với những danh hiệu cao quý. Mình sẽ dựa vào tình huống đó để mình giữ cho mình vị trí tốt để mà đưa vận động viên này có thể lên top đầu và cạnh tranh với các vận động viên nước rút ở trên, thì đó là chiến thuật. Tất cả sẽ có trong Vua Nước Rút, phát sóng mỗi ngày từ 2 tháng 4 đến 30 tháng 4, 20:45 HTV9, 23:00 HTV7 và 21:15 HTV Thể Thao.